Thanh Hà Giang. Pin Hồng Thương Điếp, chương trình thời sự then cõi cam tay của Đài Phát thanh Hà Giang văn này, khai con Lê Phân Tín. Tiếp lắng Phân Tín mời Pin Hồng tón nghe phóng sự. Mày xa mộc giúp cả nguyên phía, khán này mời Pin Hồng tón nghe nội dung của chương trình. Pin Hồng Thương Điếp, trải văn thiếp sâu bướn Hà Du Hà Nội. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khai diễn đàn xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang Pin Hồng Xuyên Linh Thiếp Há. Thường dự các lần trao sư diễn đàn, mì Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vĩnh, tôi là Bộ Tài chính Ngân hàng Nhà nước. Dự diễn đàn mưa bướng tỉnh là bị Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bống, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Kháng, lại cần đà ban thường vụ tỉnh ủy, tôi là lại sở ngành, các lãnh đạo thi bên huyện thành phố. Lần du này mưa chủ trương ở lọc đầu tứ của tỉnh Hà Giang, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vĩnh lần lò. Việc tỉnh Hà Giang hiện đại đã lại bí quá, lệ bao cố gắng của đảng bộ, chính quyền, các vị nào là dân tộc đa tỉnh. Khen hàn mì ăn hứa của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng mở lại bộ, ban ngành Trung ương. Việc khai diễn đàn phải này, vay ao khẩu huyệt lại cầm lần trao của ban bí thư, các thủ tướng Chính phủ, lại bộ, ngành Trung ương, mưa việc hiệp kinh tế xã hội của tỉnh, mở hiệp du lịch, khai quang đình đàm phước quốc giá. Từ lại việc đã hết đáy, tỉnh Hà Giang ai giúp bường nạp, phần ta tỏ nhận để bao coi thường hứa của Trung ương. Cụ mò quốc lại tập đoàn kinh tế đã khắp nào tỉnh. Tỉnh Hà Giang ổ sẽ dùng đấy đưa ngân để đầu tư. Làng Hàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bống, lần mưa phê nghiệp kinh tế xã hội, các bà phải của tỉnh Hà Giang từ Pì Thò Xuyên Linh Thiếp Hạ, thường Pì Thò Xuyên Linh Thong Thiếp, các lại Pì giúp bướng ná. Việc thật nước cải lương nhất, lệ hệt lòng hào thần thường Pì Thò Xuyên Linh Thong Thiếp, hứa hào tỉnh Hà Giang ớt khói tỉnh khó. Vậy hết đầy việc này, tỉnh Hà Giang coi khẩu lại việc cốc. Mở tôi mau đầy hệt kín, tôi mau hành chính. Nói bài văn giờ, ngân chóp hảo hệt lại lòng chế nhác. Biển phù các mì lấy cơ chế chính sách ở lòng đầu tư. Khèn hẳn Hà Giang sẽ tôi mau đầu tư cống. Lần trao ở khẩu hệt lại chương trình dự án. Ở lòng tăng lại án lệnh chóp hảo đầu tư. Đối cầm trò, doanh nghiệp hệt kín đáy bán lang bay khứn. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang lúc hỏi cùng khai tảng, toàn lại lần đầu tư hệt kín du tỉnh. Lần du này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc on việc tỉnh Hà Giang khai diễn đàn bay này. Chia bén đời lấy án khẳng cố tình mưa hạ tầng cấp cần hệt việc. Phó Thủ tướng on lại cách tỉnh Hà Giang đang hệt. Các cha tỉnh vẫn tạo lần trao hệt đầy đưa lại phiền hẳn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giả hỏi lại bộ ngành trung ương. Phải hứa cấp coi thường tỉnh Hà Giang lại hơn. Dù diễn đàn bài này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho lời tập đoàn doanh nghiệp thường đới tỉnh Hà Giang. Vậy chỉ bên chắc lò mưa tỉnh, khen hẳn xa ti đầu tứ. Dù diễn đàn bài này, tỉnh Hà Giang lần ót thi bếp dự án bảo cản đầu tứ các bối lòng đầu tứ. Đà hẳn phải lần thường lại dự án cái. Mò hết lượn hợp khối lại cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang, các trung tâm hội nghị. Dự án là trường chuyên nghiệp của tỉnh, dự án hệ tăng quát đà phù thành phố Hà Giang, dự án hệ trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Bường nà quốc Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vĩnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ký chế nhắc hợp tác đầu tư hệ dự án, lượn hợp khối trụ sở lại cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang, các trung tâm hội nghị, đối tổng công ty xây dựng cấp phát triển hạ tầng Lý Cô Ghi, các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ký kết chế nhắc tư vấn hệ dự án hệ tăng quá vô mỏ nếu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang các bầu tư lệnh công binh vay on mưa những cô giáo chống lại lại thành tích quá lại bài thi giáo viên giỏi lại cấp các bị lại đóng góp hợp sự nghiệp dạy thử học thử giúp cấp học mẫu giáo văn thiết tí bình hà phòng giáo dục cấp đào tạo thành phố Hà Giang đã khai óc đời lệ on những cô giáo dạy giỏi cấp học mẫu giáo từ pì thông xuyên tiếp tham thần pì thông xuyên tiếp hà đời lại bị quá
ngành giáo dục đào tạo thành phố Hà Giang đã chống thành lại thành tích đáng chồm, góp phần cài luồng khó pa bay khẩn mở sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Đại thông bị học thông trên tiếp tham thông trên tiếp thí, cấp bị học thông trên tiếp thí thông trên tiếp hạ, cấp học mẫu giáo của thành phố, mì giáo viên đằng để chứng nhận lấy giáo viên dạy giỏi tiêu biểu, đại liên hoàn giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Thông tiếp giáo viên để công nhận lấy giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hàn tiếp bắt giáo viên để danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Khen đế hành nhân mi lấy giáo viên chống đại lệnh thành tích đại nhạc, đời thi đua, dạy thử đại nhạc, học thử đại nhạc. Ông thung năng lực trình độ chuyên môn, góp phần khỏi ba bài khẩn, mười sự nghiệp giáo dục của thành phố. Năng lên này cũng lề bày, vay on mười những thành tích, cúc cấp học mô giáo thành phố đã chống đầy. Đang hành bên những đóng góp cài luồng, cũng những cô giáo tiêu biểu đã đạt công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Khen đế ba tự hào này, nhân đề ba đồng viên khuyến khích, lại cô giáo, công hiến lại hơn, hạ sự nghiệp bố cần. Vậy ông ngành giáo dục của thành phố, văn căng bài khẩn, tâm thông hơn. Tòn chôm bác nương thòng thiếp hà pì vận ốc bao hồ, thiếp cầu bươn hà pì xuyên nương pét bác cầu thiếp, thiếp cầu bươn hà pì thò xuyên linh thiếp hà. Còi thần tòn chôm đại hội đảng lai cấp, đại hội đại biểu toàn quốc bài thiếp thòng cô đảng. Qua mà huyện bác mê đã khai hội thi liên hoàn lai nhóm, hát mượn lại bài cách mạng bài tay ết pì thò xuyên linh thiếp hà. Hội thi liên hoàn lai nhóm hát mượn lại bài hát cách mạng huyện bác mê, bài tay ết vì họ xuyên linh thiếp hạ mi chết đổi. Lại đổi thì đã ao ma hở cơn trùm, lại bài hát mưa đảng bác hồ, chờ điếp bản làng nước lươn, các toàn trùm đại hội đảng lại cấp. Qua này, ao thùng lại việc hiện đại cốt là nhóm tuyên truyền cách mạng từ cơ sở. Vậy khai quảng về lần trao cháu điếp nước, lần trao cách kín cách giúp cộng vạn đặc khăn này. Thuần bài thí, ban tổ chức đã ao giải tay ết nứng, giải tay thòng nứng, thòng giải tay thám, thám giải khuyến khích họ lại đổi ma thí. Đây là hoạt động khai óc giúp tuần lễ văn hóa du lịch lễ hội chợ tinh khâu vài pì này. Bài tổ quán nhất, ban tổ chức khai óc nơi chợ Phong Lưu, chú xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. Nên là hoạt động khai óc tốt lành nhất giúp tuần lễ văn hóa du lịch lễ hội chợ tinh khâu vài pì này. Huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, đầy cân đa liền sở quầy chắc thần, nơi chợ tinh khâu vài. Vì này, lè lần mực cam truyền, tôi báo thảo đếp cằn, sòng mấy ao đầy cằn, mi tính nhân văn sâu sắc. Sòng giúp huyện Bèo Vạc, nhân mi nơi chờ nâng lề mà nội ngân chắc thần, hành lê chờ Phong Lưu. Hay nếu chắc, lê pi nòng cùng tường lề, chờ Phong Lưu cũng chính lề chờ tình không vài. Chờ tình Phong Lưu rút xa sơn ví huyện Bèo Vạc, khai óc khẩu văn thòng tiếp bếp bình thảm âm lịch công pì, tốt lăng chờ tình không vài văn nâng, các bê lại nếp vân cằn, sòng thòng nơi chờ này lê táng cằn. Ké Trần Kim Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bèo Vạc lần. Chợ tinh khâu vài lệ chống hở nhường cần, do lý do tăng hành mà điếp cằn, song bị ao đầy cằn. Thì đau pì, sẽ bị bay vầy chập cằn. Hành lệ giúp nơi chợ độc đáo, chợ tinh khâu vài. Nhằng đến chợ tinh Phong Lưu quốc xã Sơn Vĩ. Tao lệ ba giao lưu, quốc bị nồng cân dân thông bường biên giới huyện Bèo Vạc, các huyện Na Po, quốc khu từ Chỉ Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Nên lên những toàn tán cành, cúc thông nơi chờ, Phong Lưu, cấp nơi chờ tình. Pi này là pi tốt có nhất huyện Mèo Vạc, khai óc chợ Phong Lưu, đời chuối hoạt động của tuần văn hóa du lịch lễ hội chợ tình không vài. Nơi chờ này đã mi từ hằng tời, cấp đại khai óc, khẩu văn thứ bảy con tuần. Lên điều khẩu văn tổ tiếp bếp bường thảm âm lịch con pi, thì nơi chờ này tạo mi ý nghĩa tán. Hành nè khẩu văn này, pi nòng bàn sợ bàn quay, tao thân chờ tình Phong Lưu, vai đầy chập căn, xa bạn bè, hay những cân quén cút lạ. Cấp cùng từ nơi chờ này, đã bị lại tôi báo thao, điếp căn, phần phùa phần mìa. Cá Hà Bí Tùa, giúp thôn Dinh Phan Sán, xã Sơn Vĩ, huyện Bèo Vạc lần. Mưa này nong đầy bay chờ tình, chờ Phong Lưu, nòng hành trong lầm. Cá Hứa Phù Sèn, xã Sơn Vĩ, huyện Bèo Vạc lần. Mưa này đầy bay chờ Phong Lưu, theo dân tộc là dù lời huyền phu thung này, nơi chơi này, pi nâng, khai óc bay nâng khẩu văn thọc tiếp bếp bơn thảm âm lịch. Lần thằng cá, là bê chờ, vây chập để la lìn, lấy thắm bản từ mưa cón, vây chập cằn, tham cằn, mưa tơi thỏng cút lạ. Hay kinh long giờ, lươn là chập toàn khó khăn bấu. Hai thằng khăn này, mít điêu pi nồng đơ xả, mà nhận lại cần la lìn, thằng đới nơi chơi Phong Lưu. Bài chắc đua hơn, mưa nét đê mạc của nơi chơi này.
nhất lên nơi chờ, nhân lên ti giao lưu, cho đủ văn hóa của Pì Nồng cần dần thống nước Việt Nam Trung Quốc. Chính lô hành Lai Pì sợ này, cứ chờ tình phong lưu để khai óc khẩu văn thoảng tiếp hết bường thảm âm lịch con Pì, lè số cân Pì La Linh, từ bường Trung Quốc khảm, lè lại khẩn. Nơi chờ phong lưu Pì này, để khai óc đầu tuần văn hóa du lịch lễ hội chờ tình khẩu vài, đã toàn hơn tham xin được cân Pì La Linh. Áng huyền bèo phạc, sẽ vần lên bay quàng, mưa nơi chờ này, thân tăng cá lại cần Pì La Linh đa nước của mỏ quốc tế. Mưa nà, này sẽ lấy tin La Linh đầy mẹc của huyền bèo phạc, vay khai quàng, mưa hẹt La Linh. Vay cần Pì La Linh, thân đỡ huyền, đã trải nghiệm cùng mỏ chắc lù hơn, mưa nét độc đáo của nơi chờ phong lưu. Tuần văn hóa du lịch lễ hội chờ tình khẩu vài Pì thông sinh tiếp hạ, đa thường, cấp thực sự, vay lại ấn tượng đầy mẹc, đời chờ cần Pì La Linh. Lệ nương đã lại nét văn hóa đầy mạc, ơi lòng cơn Pì La Linh đã khắp nón nước thẳng đời cao nguyên trà đồng phán, đã tuần văn hóa lễ hội chờ tình khẩu vài huyện Mèo Vạc Pì Rong Xuyên Linh Thiếp Há. Hội bề tam can huyện Mèo Vạc Pì Tây Há, đại khai ước giữa xã Sơn Phí đã ơi lòng để lại cơn thần trồng. Mà đối hội thi Pì này, mi thiếp cao tuổi bề để chọn đầy đứa, mi biến vài tam can mò tam can, mà tọt can có lại dân tộc tăng. Dù hồi bề tạm cắn, dù lệ khiến lì thường hấu, song tua bé mi đẻ chép. Anh đề mẹ cố lý hồi bề tạm cắn huyền mẹ vạc, dù lệ thẳng hề thua, lại tua bé mi bị khá mà tao mở đoàn để chăm coi đầy đứa. Nhờ hẳn cần dân sẽ chăm coi đoàn tôi tua cố đảo lườn, cháp có coi giữ phê bé quý phải khai ước quẳng. Chùa bé du huyền mẹ vạc lần. Khỏi ai mở nà đoàn bé sẽ bia ốc lấy. Vài mì đầy bé tam cắn, các Pì Nồng cơn dân cùng mì bé liền. Hồi bé tam cắn huyền Miêu Vạc Pì Rong Xuyên Linh Thiếp Há, đã ở mà không khí luồm lạ, các cho mà đợi chào Pì Nồng cơn dân cắp cân Pì La Linh lại ăn đầy miệng. Qua hồi bé tam cắn bé này, xây ưu hợp Pì Nồng cơn dân khay quang đoàn tay túa, hề lấy nà tả giác tà khò. Từ lại ăn thu mà đầy cốt lễ hội, xây ở mà pa bé cải luồng đợt văn hóa thể tháo. Góp phần ơi lòng cần Pì La Linh thường đời huyền, cần Pì La Linh lần. Khỏi khuyến này hàn Pì Nồng cần dân giúp này mi nét văn hóa điều mi giúp mỗi tí. Lần tặng lại khỏi hàn phẳng lắm, lúc đẩy thằng chập lên chuyển đời Pì Nồng cần dân, các La Linh lại lễ hội giúp này. Tô lắng và nữ khảy ốc, tô bé cố kê lũ à nguyên rút xa xin cái huyền mèo vạc để giải tay ít. Tua bé cúc kê vừa mỹ xính rút xa sơn phí để giải tay thóng. Tua bé cúc kê mà lý khinh rút xa xin cài để giải tay thám. Âu không hẹt lại việc trọng tâm Pì thông sinh tiếp hạ. Hội phụ nữ xã Yên Thanh huyện Quảng Bình đã bày khẩu ký kết giao ước thi đua, mở hẹt lại phong trào. Mò Pì nhìn, học tập, hẹt việc sáng tạo, xây dựng lươn là hạnh phúc. Gắn đời việc học các bài tiểu gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua, chung leng hẹt bà làng bá. Xây dựng lươn là Hà Mỹ Mì tham thử. Từ lại phong trào này, đã mi lại gương Pì Nồng dinh tiêu biểu. Khẩn đế hẳn, mi thí bác Hà Thiếp Hà hội viên để lần báo một giáo dục. Lần báo Pì Nồng dinh, ông khẳng hạch đầy mạc chủ trương chính sách pháp luật. Hội phụ nữ xã đã hứa thí bộ khẩu thàn, hở thông tiết biên khó, các lại luyên chập khó khăn từ chương trình khó khẩu tình thường. Dư đại hà, lại mô hình hạch kinh điển hình. Mò Pì Nồng dinh hư can hạch kinh tả sắc tả khó, khai óc lại bản nghề. Vẫn áo khỏi hạch đai mạc là chỉ tiêu bộ việc hạch của Pì. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Yên Thành đã tập trung khai óc lên phong trào thi đua. Chắc đầy lù mới chờ ái của Pì Nồng nhìn, vài mẹ đồng viên hợp Pì Nồng nhìn, yên tâm hạch kinh, học thử cấp hạch việc. Khả này bốn phả đầy mạc, Pì Nồng cường dân rút hồn thành lòng xã thành vấn, đáng óc tổng hệ đín phán trả hợp vụ mùa Pì Nồng Xuyên Linh Thiếp Há. Vụ mùa Pì này, xã thành vân đàm phước thi thiếp thảm hát đá khảo mùa, đà hẳn thôn thành lòng đàm phước thóng thiếp thảm hát đá đời lại lòng phệ, mò khảo mơ hạ bác linh hạ, nhị yếu pét bác thẳng thiếp pét, các lời lòng phệ khảo nùa đào bán. Vậy đàm phước làm vụ, xã thành vân đã lên cháu lời bàn ngành đoàn thể quốc xã, cháu Pì Nồng cơn dân thay phơ đín, văn trả tốt lòng cụ thường phép. Thôn hào mi nằm lê Pì Nồng cơn dân đã ớt tông phệ hiệt đín, ván trả chuẩn bị hợp phù mơ. Ngắm qua ma chỉ nhánh Việt theo Hà Giang, bao đới đồn biên phòng Lũng Làn, xã Sơn Phí, huyện Bèo Vạc,
đã mi bay tặng bò phè hạ liên khò chú lại xã biên giới cũ huyền theo chương trình hưởng bò phè hạ liên khò chú lại xã biên giới. Bay này chi nhánh Việt theo Hà Giang bao đới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp các phát triển nông thôn, các hội chữ thập đỏ tỉnh đã hưa cầu tiếp ất tù mò phè môi tua lẻ tiếp hạ chiều gần hạ cầu tiếp ất liên khò chú lại xã sơn ví thượng phùng xin cái cũ huyền mèo vạc tăng lại ngân chống bày thử cầu tiếp ất tù mò phè này lê thường tỷ nâng tham bác cho tiếp hạ chiều ngân khen đầy hư bò phè lê nhưng liên khò nhân đầy hư hạ bác xin ngân vay pin nòng ao phè hạ mò mề về hết chương trình chung len vì cộng đồng hư bò phè hạ liên khò rút lại sạt biên giới lê việc hết mỹ ý nghĩa thiết thực vay hư những liên khò rút lại sạt biên giới từng bà hạt kinh bày khẩn tả khò xác quán này góp phần đầy hà chương trình tả xác tả khò vừng đảm bảo ổn định các bà bày khẩn bậc kinh tế xã hội dư mắn chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, dư mắn mở an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội suốt đời huyền. Khẩu thiếp sơ kém thiếp hạ vần thiếp mết bướn hạ, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tỉnh Hà Giang đã cử đầy lan nhìn nương bị mọc khai ở Trung Quốc, các báo mà đồn phải điều tra hết lò. Quá cảm lớn giúp đơn vị, làn vị thi thảo óp bị thong xuyến, lệ cơn thải giúp bản khẻ ngầu xã Lượng huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An lần. Bướn sốc vì thong xuyên linh thiết thám, lượng thị thủy cần giúp bảo thốn, chùa vì thị thảo cấp lô thị kiếm về Trung Quốc hệ thuế, đời ngân lương cầu chia môi bướn. Nghỉ lè phải hệt việc số này để lại ngân tao mít vất vả, chỉ lòng hẳn thảo cấp kiếm bảo thủy khuyên mong cái Quảng Ninh, khám bay Trung Quốc. Ngam thần tí, thủy đã khai vì thị thảo cấp lô thị kiếm, hảo thông cần bờ chai Trung Quốc để hạ phát triệu ngân Việt Nam. Làng hàn thủy mao thảo cấp kiếm sẽ phát ngân hảo đào lươn cốt hỏng cần này. Qua thỏng bí du Trung Quốc, vì thị thảo đã đẩy bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tỉnh Hà Giang cứu đáy mà đới đào lươn. Khả này đơn vị vận tàu bảo đời công an huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An điều tra hết lò. Vậy áo lương thị thủy ở xử lý làm quy định của pháp luật. Giúp Việt Nam cùng bỏ rút lại nước táng, thiếu iốt và lên đơn đã là nguyên nhân khách hàng tu cân yếu bày, thiếu iốt sẽ ba thân vì nòng dình đốt lục hay đến nỗi óc mà cải chậm, trí tuệ chậm phát triển. Nhưng lòng đô kín bị iốt song biết đó bổ sung hạ cơ thể tu cân. Kiên cưa iốt mò long cơ thường, lé tiền, đơn giản, hiệu quả, vây phong chay, mưa bệnh phân niên, đần đồn. Việc kiên cưa iốt cấp lại đô kín vì iốt lệ đầy mạc. Nhất là cần dung thần hẳn đến loại ý tương lai của đất nước vì nòng phần kinh cơ y ốt đã bùi vừa kiện công văn. Vì nòng thương điếp mời vì nòng toàn nghe phóng sự mải giá mộc số cao nguyên phía từ hứng cao nguyên phía đồng văn để chắc thần thi bế lê bu phía tù cần số này phải in khảo phía và nhang đáy. Sống vẫn mì lòng mải nương tăng pi khiếu ơn. Vậy qua lấy ăn kháng cố bồn đín, nhàng đầy giúp bố phía. Này lê mày xa mộc, lòng mày báo mi luống, lúc hả cùng nàn tính khẩn bốn. Từ mưa con, đồng xa mộc đã cùng của các bộ lệnh hợp pi nàng là dân tộc xu huyền đồng phán. Khán này mày xa mộc bên lòng mày để pi nàng cơn dân đàn biết vảy kháy, ao mày hiệt lượn. Này lê lòng mày biết đại pi nòng cần dân giúp cao nguyên phía ai đàm biết khẩy óc và bày tả giác tả khổ. Kênh này thông thiết bí, lưu mi chương trình thảm phát thông thiết chết của nhà nước, mưa đàm biết đồng khẩm phu tả biếu, coi dù đồng đã bày khẩu kiến giúp khẩu phần. Lại cấp lại ngành du huyền đồng vắn, đã ơi lòng ngân của tặng lại bướng về biết đồng. Bảo đối lại lươn thăng. Kế hồ nhẹ trả suốt hồn lên sàng xa mà lệ huyền đồng vắn, đã nhận đàm phiếu hát á mày xa mộc nứng, du âm đến đèn cánh, đà tà phiếu đã hứng. Thường này, đồng mày xa mộc hiểu ơn thằng pì này, để giao hậu lục trai quốc kế, lệ ca hồ mỹ và chạm còi. Lại nó mày xa mộc sầu thông thiết bí, mì nó thông nửa thiết mết, cài tham thiết thần thiết phấn đã bên khái hay dung đáy. Ca hồ mỹ và còn bướn cáp đào lươn khẩn đông hàm nhá hàm khai ý bấy. Khen hàn bè coi phòng chai mày đống, các giản cần tăng lạc hàm mày. Chưa mưa bí hẳn, lúc bỏ mê nhân mày xà mộc mà biếu ca nhang ý, xong cùng khẩn lại biếu mày.
lại nó mày xà mộc này đã bảo cá cái khứn khai để hàm ao mưa hết phun tăng lại phần thảo mày cố lươn cá đáng du lại hết từ mày xà mộc cá và lấn con này xà mì pù xà mộc đình pù rút thôn lèng sàng xà ma lế lơ lòng lại nà bừng tàu mày khảo mùa lèng suốt này mi đỏ nằm dung từ lúc mi đóng vì nòng cơn dần yên tâm hết kín mi dán đình lơ khảo mùa lèng mê mi đỏ nằm dung mà lẽ cùng nói bài đại viện hàm mày đào đống phải hết phun ca hầu mỹ vả rút hồn lèng sàng xà mà lẽ huyền đồng văn lân con này sao mi trường trình phước đống lê tăng lại đến rút này lê hết lấy do đến lỡ lại chỉnh lòng hạt nhà nước chắc đầm phước đống phải dự đến thường này đã đầy nửa thiết bí ra khả này rút xà mà lẽ huyền đồng văn mi chết bát thiếp hạ hát đà mày xà mộc phần lái rút hồn lệnh sàng bản thùng mà lùng á mà lùng bế tuy hào mì đồng mày xà mộc ý lê cô dự án phiêu mắc hà chịu hát là đống của nhà nước nhằng lòng lê chương trình sốc bát sốc thiếp mết từ hồ pì thọ xiên thường này lướt toàn hệ chương trình vì nòng cơn dân đồng văn đại hưa mưa lại án hở cần đám phiêu đống nhờ hệ đầy mèo phía đám phiêu mày xà mộc vào đời chăm coi đín đồng mi thần vì nòng cơn dân mi tì kiệt kín hương lì, ổn định kín rũ các thường phá tà đầy khó giác mắn. Mài xà mộc chịu để dân lem tạo đồ xê nưng đa lai văn, đà bên nó mày thông đề gió nhất rũ cả nguyên phá. Tô lắng hà bí, nó mày sẽ bên đống, làng thiếp hà bí sẽ hào thú, lúc hàn đời đồng phòng hộ, cơn hào đám phước chăm coi đống, để chọn phần nướng phải hịt lượn. Hệ lão làng tơi túa cáp hệ lại việc tang đảo lườn. Kế phạm văn đồng, hà phó hạt kiểm lâm huyện đồng văn lân. Đồi đình đàm phước đồng rút xả lùng táo, lề đầu nhợt nằm cáp tóc lầm. Tô lắng mày bền hắm, điều hảo áo thong thiết phấn. Tô lắng hàm bề giác, đồng khám phù phải lời hơn linh sốc phấn. Hà mày phải hít lòng thông tư than thiếp hạ, khu bộ nông nghiệp cấp phát triển nông thôn. Đời nó xa mộc lúc bên khái, lấy hát đá nướng hảo thù mà thi phát thóng thiếp chiều mướn, nhằng mỗi hát đá mày thống, hảo thù thóng phát thiếp chiều mướn. Mi lòng mày thống, mày xa mộc tốt làng hàm bấy, lát tàu khửn nó ý mơ. Làng mày xa mộc kín lợc lòng đín, táp đẩy đín lớt chỉ lòng hàn nhằng đầy pin hồng cơn dẫn, phiêu du khèn lầy nà phải dự đín. Chắc đầy ăn cốc cài luống của mày xa mộc đời kín thú còn vằn. Lại bí xã này huyền đồng văn, đã còi đáy khảo trầm còi cấp khai quang đình đàm phước mày xà mộc. Lại cán bộ của ban quản lý đồng cấp hạt kiểm lâm huyền, đã bảo đời pi nồng cơn dân khảo đồng mày về còi, hứa hảo chủ đồng đời trầm còi dư đồng. Này lê ám đồng quảng nửa than hít sâu gát á cốt hồn bể hà xà lung táo, đẩy đàm phước từ pi nồng xiên linh thám. Nó mày xà mộc suốt này thùng nửa sông mét, am đồng này để thôn về hà nhìn đàm phước cáp chăm còi. Tạm thôn mi than thiết bếp lươn lê cần mống, đều phước đồng các bên bền từng tổ, tới càn về cởi đồng còn vằn. Mỗi bì lại lươn để nhìn khảo thán cắp ngân chăm còi đồng của nhà nước, ngân cô lại lươn mái thủy điện, góp phần giữ mắt kiến giúp còn vằn. Hứa hạ bì nồng cơn dần ái đàm phước đồng, cáp chăm còi đồng hà đầy đưa. Tô lắng thiết thòng bì đàm phước cáp chăm còi. Ám đồng mày xà mộc thảo đi sâu hát đà này, đang hở hàn lại ăn thu mà đầy hừng lì. Cá lì mì chứ, cốt thôn bề hà xà lùng tàu huyền đồng phàn lân. Vì thòng xuyên linh thiếp thám, để đàn nhà nước hứa mày phê xà mộc, vì nòng cơn dân đào thôn đã phước đầy thảo đi sâu hát đá. Nó mày lệ cải đầy miạc. Con này vì nòng cơn dân đào thôn mi đó nằm dũng, tơ lắng phước mày xà mộc. Lê Pì Nồng cơn dân đã bán mít giản thiểu nằm dung mà con này. Thường này phần lại điền đàm phước đồng xà mộc giúp huyền đồng vắn, phần lại lệ đồng phòng hộ. Chỉ lòng hàn khen phía lần cháu khai quang điền đàm phước đồng, cáp chăm còi. Việc còi dự đồng tắp lại việc mưa hàm mày cùng đẻ còi thường đáy. Khả này mày xà mộc mít điều đàm phước huyền đồng phòng hộ ở mày dự đín, mà nhàng cháu mạo hệ du lịch. Còi óc lại tỉnh tăng. Mở xà phá bác hà cú lao cái, đào quy hoạch đồng xà mộc hệt cảnh, ơi lòng đầy lại cẩn thận là lìn. Dù huyền đồng phán lúc đầy quy hoạch đầy đứa,
xà mộc xe bên tì la linh đầy miạc. Hàn lại ăn đầy miạc thù mà đấy, các bản lệnh hệ du lịch từ mai xà mộc. Vì thọ xuyên linh thiếp hạ, huyện đường phản mi chủ trường phiếu mơ ba nướng số thiếp hạ hát à đồng mai xà mộc. Kế Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn Lân. Tài hết đời tỉnh Hà Giang lần tăng lái, huyện Đồng Văn Lân hát điếu, lệ huyện thu nhất cốt nước lượn, lệ hùa nguồn nằm quốc tình. Chính lòng hẳn phải coi đầy thường việc coi dư đồng nhọn nằm, các đám biết đồng về dư nằm, mì nằm hậu huyền. Tài thòng lê phê mê xà mộc, hạp đời đi nhà bốn pha giúp cao nguyên phá. Tài thám lê mê xà mộc lúc cái, lê bì nồng cơ dân áo bay hết lươn đáy. Phê mày này biết đầy bay nứng, hậu thủ thi thần hạ bay. Ăn đầy mèo đường thêm lê hệ cảnh hờ cao nguyên phá đồng vắn. Bì thòng xuyên linh thiếp hạ, tình giáo áo huyền biết mơ ba nướng xuất thiếp cáo hát là đống. Huyền đồng vắn đã hứa thiếp ba mướn mồi nó để lại lòng mày, nhớ lê nó lại xà mộc. Đám biết đồng khám phô tà béo hệt cảnh, biết mày rút thẳng bường tăng về mà. Có phiếu đồng hệ du lịch. Chọn mày xà mộc về hệ kín từ đống. Áo mà cảnh quan đầy miạc ơi lòng cơn bê la linh. Lệ bà phải làm cú huyền đồng vắn. Vì lệ nó mày xà mộc hạp đầy đi nhà bốn pha số này. Tao đầy đàm phiếu các chấm còi ngay. Đời ăn hứa cô nhà nước bảo đời ba toàn hệ cô bì nào cơn dẫn. Thì lệ giúp bướng ná. Mày xà mộc xài khiếu on thu là chóp phù công viên địa chất tăng cầu cao nguyên phía đồng văn. Tiếp chương trình phần này mời Pì Nòng toàn nghe phần thèn còi. Còi chữ thần cầm quên của bác lô. Vì lời in thiếp vì chúc mày, vì lời in phát vì chúc cân lô. Mọi cần còi chữ thần cầm bạc khi cân phấn mày mặn khó lại lớn nó. Đắm thuyền mọi phù bài đông lâu, đắm mày mát lắm bành đàn khâu. Kiều mãi lòng đông ốc bó nằm mãi liền cân quỳ đông bằng quý ngân đưa tay lòng nhà khám khẩu phán lầy khá đông so quên thân mọi cần coi chữ lòng. Phải chúng mày dự đông chiều mãi mãi lâu. Pì Nòng thương điếc, chương trình thời sự thèn còi cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang thường này lê thướn. Biển bãi Pì Nòng đã tỏ nghe chương trình. Thương điếc chào Pì Nòng.